Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc: "Hễ người bảo gì thì phải làm theo." Ở đó có 6 chung đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chung đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chung." Họ đổ đầy tới miệng và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu. Ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa tới. Anh chị em có suy nghĩ gì về câu này của Chúa Giêsu? Lời Chúa Giêsu đáp lại với Đức Mẹ đấy. Đây là lời đầu tiên theo như Tin Mừng Thánh Gioan, lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ. Và Chúa nói với vẻ hơi mạnh mẽ: "Việc của nhà đám không can chi đến tôi và bà." Và chúng ta sẽ nghe một lần nữa ở đâu anh chị em? Đó là lần cuối cùng Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ trên thánh giá: "Hỡi bà, này là con bà." Khi trối Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Vậy lời cuối cùng, lời đầu tiên của một cuốn Tin Mừng dành cho người mẹ của mình và lời cuối cùng dành cho người mẹ của mình. Vì sao Chúa Giêsu nói bằng những lời khá mạnh mẽ, dứt khoát và xem ra không xứng hợp với việc một người con dành cho mẹ mình? Thưa anh chị em, chắc chắn ai cũng biết rồi, trong những biết mà chúng ta còn tin, Chúa Giêsu dù là con của Đức Mẹ nhưng người vẫn là Thiên Chúa. Và Đức Mẹ chấp nhận những gì mà Chúa Giêsu hành xử là bởi Đức Mẹ quá biết, quá tin tưởng người con của mình cũng là Chúa của mình. Cho nên lời lẽ Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là nhấn mạnh đến uy quyền Thiên Chúa của mình, đến uy quyền của Đấng cứu độ, mà ở đó cả Đức Mẹ cũng nhận được sự cứu độ của chính con mình, của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và khi Thánh Gioan đưa ra lời đầu tiên và lời cuối cùng của cả cuốn Tin Mừng mà Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ bằng những lời xem ra quyền uy ấy, thì Thánh Gioan cũng muốn nhấn mạnh với chúng ta ngay từ đầu cuốn sách: Chúa Kitô đã là Thiên Chúa Đấng cứu độ trần thế, Thiên Chúa làm người. Và khi người chịu treo trên thánh giá thì đấy còn là thể hiện của một quyền năng Thiên Chúa cứu độ. Cho nên dẫu là mẹ của mình thì Chúa Kitô vẫn đầy quyền thống trị
Người thống trị trong tình yêu, người ban ơn cứu độ cho mọi con người, trong đó có Đức Mẹ, cũng ban trong tình yêu. Nhưng điều quan trọng hơn đó là gì? Đó là nhà đám hết rượu. Thế thì Đức Mẹ nhận ra trong lúc đang tiệc thế này mà đám cưới không còn rượu nữa, chắc chắn sẽ làm cho cô dâu chú rể họ hàng hai bên sẽ bẻ mặt. Bởi vì đãi tiệc, người ta đến nhà mình dự tiệc vui mà lại thiếu, cho nên chắc chắn bị bẻ mặt. Và Đức Mẹ đã ngỏ lời với Chúa Giêsu một lời đề nghị một cách nhẹ nhàng: họ hết rượu rồi. Và Chúa Giêsu tỏ ngay uy quyền Thiên Chúa của mình. Chúa bảo rằng: hỡi bà, tôi và bà can chi đâu, giờ của tôi chưa đến. Có hai lý do để Chúa đưa ra. Thứ nhất, chuyện Đức Mẹ và Chúa Giêsu đến dự tiệc cũng là khách mời như mọi người, đúng là không có can chi, không có ăn thua gì. Và lý do thứ hai, giờ của tôi chưa đến. Mặc dù xưng với Đức Mẹ trong uy quyền của một Thiên Chúa làm người, nhưng Chúa Giêsu vẫn bảo rằng chưa đến lúc Chúa làm phép lạ, giờ của Chúa chưa đến, chưa đến lúc Chúa chứng tỏ uy quyền Thiên Chúa của mình ra trước mặt mọi người. Nhưng thưa anh chị em, ở đây chúng ta mới thấy cái danh dự của Đức Maria và mới thấy uy lực trong lời cầu nguyện của Đức Mẹ. Mặc dù Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ: thưa bà, chuyện tôi và bà không có can gì. Đức Mẹ hầu như bị Chúa Giêsu chống lại ấy. Chuyện tôi và bà không có can gì, và giờ của tôi chưa đến. Vậy mà Đức Mẹ dường như không thèm nghe lời Chúa Giêsu, hay Đức Mẹ giả vờ chăng? Quay sang những người phục vụ trong bữa tiệc, Đức Mẹ bảo làm sao? Hễ người bảo gì thì các anh hãy làm theo. Tôi không tin là Đức Mẹ chống lại Chúa. Tôi không tin là Đức Mẹ muốn chứng tỏ uy quyền làm mẹ của mình. Nhưng ở đây rõ ràng Đức Mẹ có một lòng tin nơi người con của mình. Tin, mặc dù người con của tôi nói thế, nhưng chắc chắn người con này sẽ làm phép lạ. Đức Mẹ tin Chúa Giêsu, Đức Mẹ hiểu Chúa Giêsu, và quả thật điều gì Đức Mẹ muốn đã xảy ra, đó là nhà đám có đủ rượu để đãi trở lại như bình thường. Và như thế chúng ta mới thấy cái uy quyền của Đức Mẹ trong lời cầu nguyện. Cho nên thưa anh chị em, Đức Trinh Nữ Maria là hình ảnh của cả Hội Thánh và là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Đức Mẹ đại diện cho chúng ta trước tòa Chúa để cầu xin cùng Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ nghe lời Đức Mẹ. Và vì thế giá của lời cầu nguyện mà Đức Mẹ dâng lên Chúa, dẫu Chúa chưa đến lúc làm phép lạ, dẫu bữa tiệc này không liên can, nhưng Chúa vẫn chấp nhận lời đề nghị của Đức Mẹ, đó là hóa nước thành rượu ngon, để ngày hôm nay Chúa đã làm cho hôn nhân trở thành bí tích. Hội Thánh tin rằng trong bữa tiệc tại làng Cana ngày xưa là bữa tiệc Chúa Giêsu tham dự để chúc phúc lành cho không chỉ đôi hôn nhân ngày ấy mà còn là tất cả mọi đôi hôn nhân trong cuộc đời này. Chúa đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích từ khi đấy, và Chúa cũng đã muốn một cách dự liệu tốt hết sức để trong ngày Chúa lập bí tích hôn phối có sự hiện diện của Đức Maria. Hay ở chỗ đó. Cho nên thưa anh chị em, gia đình nào, cá nhân nào dại dột mới không biết chạy đến cùng Đức Mẹ. Hội Thánh không vô cớ mà mời gọi chúng ta hãy cầm lấy chuỗi mân côi, vì đó là lời mà chúng ta đọc suốt để ca ngợi Đức Mẹ và để hiến dâng cho Đức Mẹ cuộc đời mình
gia đình mình, hạnh phúc của mình, sự sống của mình, sự nghiệp của mình, tất cả những thành viên trong gia đình mình, tất cả những thành viên trong cuộc sống mà mình có thể có liên can tới. Như tôi nói thật với anh chị em, không ngày nào là tôi không lần chuỗi. Tôi lần chuỗi thầm thỉ dâng lên Đức Mẹ ơn gọi của mình, dâng lên Đức Mẹ tất cả những gì liên quan diễn ra trong cuộc đời này, dâng lên Đức Mẹ giáo xứ này, dâng lên Đức Mẹ từng anh chị em, từng người giáo dân một. Và tôi cũng mời gọi anh chị em, ai có thể được thì cùng tôi cầu nguyện bằng cách là chúng ta chia những chuỗi ra. Và trong anh chị em có người đăng ký với tôi hàng ngày để đọc những lời kinh mừng côi, dâng lên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, và qua đó ca ngợi, cầu xin, van nài Đức Trinh Nữ Maria hộ phù tất cả chúng ta. Tại sao chúng ta không làm? Bởi vì Chúa còn muốn đặt Đức Mẹ ở trong lúc mà Chúa lập bí tích hôn phối, để cho Chúa cho thấy rằng mỗi gia đình đều có liên can tới Đức Mẹ, và Đức Mẹ có liên can tới từng gia đình. Thì tại sao chúng ta không chạy đến níu áo Đức Mẹ? Tại sao chúng ta không chạy đến để gặp gỡ, hiến dâng và phó mình, phó tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình, trong gia đình mình cho Đức Mẹ? Cho nên kẻ nào bỏ rơi phương tiện đạo đức này, đó là chạy đến cùng Đức Mẹ Maria, kẻ đó dại dột. Tôi dám nói như vậy bởi vì chính bản thân tôi cảm nhận rằng cho đến ngày hôm nay, hơn 21 năm làm linh mục, nhưng trước đó tôi đã đi tu lâu rồi, mười mấy năm đi tu làm một chú tiểu chủng sinh, dự bị chủng viện, rồi bước vào chủng viện làm chủng sinh, rồi làm phó tế, rồi mới làm linh mục được 21 năm, tức là đã trên dưới 30 năm tôi bước vào nhà tu. Tôi xác tín rằng Đức Mẹ ở với tôi. Tôi xác tín rằng chính Đức Mẹ gìn giữ tôi cho đến ngày hôm nay. Đâu phải chuyện đùa đâu anh chị em. Một cuộc đời diễn ra một ngày, hai ngày đã thấy khó khăn, mà đằng này mình giữ được sự Chúa chọn mình, giữ được sự mà mình hứa với Chúa từ lúc khởi đầu, từ lúc mình còn là một chàng trai thanh niên cho tới giờ phút này mấy chục năm. Anh chị em tưởng dễ à? Nếu không có ơn thánh, nếu không có sự che chở, nếu không có sự chúc lành, tôi tin rằng bên cạnh Thiên Chúa gìn giữ ban ơn, thì chính Đức Mẹ Maria đã luôn luôn giữ lấy tôi. Tôi muốn nói với anh chị em điều này như kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm cá nhân, để anh chị em đừng quên. Gia đình anh chị em càng lao đao, càng gặp khó khăn, càng có những rắc rối, thì hãy càng chạy đến với Đức Mẹ. Có thể ngay lúc này, trong lúc ta đang đau buồn, ta chưa có cách giải quyết, nhưng sau đó dần dà mình sẽ thấy có ánh sáng. Rồi từ từ những nút thắt nó được cởi. Lúc nào mình không hay, không tin anh chị em làm đi, hãy đến cùng Đức Trinh Nữ Maria. Ngày hôm nay trong tiệc cưới Cana là một đám cưới, tức là một cặp vợ chồng, một gia đình đang được khởi đầu chứ gì. May quá, làng Cana và đám cưới tại làng Cana này có Đức Trinh Nữ Maria hiện diện cùng với Chúa Giêsu, cho nên những điều chúc phúc tốt nhất, có thể nói được như thế, đã được tuôn đổ nơi ngôi làng này, và hơn thế được tuôn đổ trên cái đôi hôn phối này. Thật là may mắn khi cái đôi hôn phối hôm nay trong làng Cana này được Chúa và Đức Mẹ cùng hiện diện. Anh chị em không tin đó là phúc lành sao? Hãy để cho Chúa ở với mình, hãy để cho Đức Mẹ ở với mình trong suốt mỗi ngày sống trong gia đình mình. Và những phương tiện chúng ta dùng, đó là những phương tiện Hội Thánh dạy từ ngàn xưa cho tới nay. Có điều chúng ta lười, chúng ta bỏ bê đời sống cầu nguyện, chạy đến cùng Đức Mẹ để nài xin Đức Mẹ, nhất là cầm lấy chuỗi mân côi để ta thầm thỉ trung thành ca ngợi Chúa, ca ngợi Đức Mẹ. Đừng bao giờ quên điều này. Bởi như tôi vừa nói, chính bản thân tôi
tôi cảm nhận được điều đó. Và cũng chính vì thế cho nên đi tới bất cứ giáo xứ nào, tôi cũng đều mời gọi một số anh chị em giáo dân cùng cộng tác lần chuỗi hàng ngày với tôi để cầu nguyện cho chính giáo xứ của mình. Tôi tin rằng có Đức Mẹ, chúng ta sống bình yên. Có Đức Mẹ, chúng ta hưởng được những ân phúc mà Chúa trao ban cho mình. Có Đức Mẹ, giáo xứ chúng ta có những rắc rối, có những mầm giống của chia rẽ thì cũng sẽ được lắp lại, cũng sẽ được hòa giải, cũng sẽ được nhiều điều tốt lành. Trong cả một cộng đoàn giáo xứ lớn như vậy mà Chúa còn làm được, mà còn phó dâng cho Đức Mẹ được, thì huống hồ là gia đình anh chị em, là hôn nhân của anh chị em, là từng người trong gia đình của anh chị em. Lẽ nào Chúa và Đức Mẹ bỏ rơi chúng ta? Sẽ không bao giờ có điều đó. Hãy nhớ lại lời Đức Mẹ nói hôm nay: người bảo gì thì hãy làm theo. Đức Mẹ dạy chúng ta sống thánh ý Chúa, làm theo lời Chúa dạy. Có như thế chúng ta sẽ đạt tới hạnh phúc muôn đời. Hạnh phúc ở đời này khi chúng ta có nhau trong tình yêu đẹp biết bao nhiêu và cùng dắt dìu nhau vào thiên đàng ở hạnh phúc mai sau. Xin Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta. Xin Chúa Giêsu, người con yêu dấu của Đức Mẹ, nghe lời Đức Mẹ mà thương xót đến các gia đình. Anh chị em đứng